Đối với nhà đầu tư Việt Nam, nước Úc có rất nhiều ưu điểm mà tất cả những quốc gia khác không có được. Đầu tiên là đường bay thẳng từ Úc tới Việt Nam chỉ kéo dài có 9 tiếng. Thứ hai là khí hậu khá tương đồng với Việt Nam. Thứ ba là sự chênh lệch múi giờ giữa Úc và Việt Nam chỉ dao động từ 3 đến 4 tiếng tùy mùa, khiến cho những doanh nhân Việt Nam có thể dễ dàng điều hành và vận hành doanh nghiệp, mặc dù khi là họ vẫn đang ở nước Úc. People coming from Vietnam will think that it's a very quiet, clean air, clean beaches, clean water, no pollution, and it's a very, refreshing place to live. Có quyền thường trú nhân Úc có nghĩa là nhà đầu tư và tất cả các thành viên trong gia đình sẽ có đầy đủ quyền lợi như một công dân Úc, chỉ trừ quyền bầu cử và làm việc trong các ngành chính trị. Con cái của nhà đầu tư được học tập hoàn toàn miễn phí kể từ bậc tiểu học cho đến hết phổ thông trung học. Lên đến đại học, con cái của nhà đầu tư sẽ được hưởng mức học phí giống như người bản xứ. Ngoài ra, nhà đầu tư và tất cả các thành viên trong gia đình được hưởng quyền lợi về y tế hoàn toàn miễn phí. Con cái của nhà đầu tư nếu được sinh ra tại Úc khi bố mẹ đã có quyền thường trú nhân Úc thì con cái của họ sẽ tự động được lên quốc tịch. Nhà đầu tư và tất cả các thành viên trong gia đình được tự do đi lại, sinh sống, làm việc tại Úc. Ngoài ra, họ còn được tự do đi lại giữa Úc và New Zealand. Những người đã có thường trú nhân Úc còn được quyền bảo lãnh người thân trong gia đình. Có rất nhiều con đường giúp cho nhà đầu tư đến với nước Úc. Tuy nhiên, IMM thì đang tập trung vào diện doanh nhân và nhà đầu tư. Đối với diện doanh nhân, hay còn gọi là visa 188, nhà đầu tư sẽ phải chứng minh họ có kinh nghiệm kinh doanh thành công. Công ty ở Việt Nam phải chứng minh có doanh thu tối thiểu 500.000 đô Úc, 2 trong vòng 4 năm gần nhất. Tổng tài sản của nhà đầu tư ở Việt Nam phải chứng minh là 800.000 đô Úc. Và sau khi được cấp visa, họ sẽ phải qua Úc để mở mới, đầu tư hoặc là mua lại một doanh nghiệp ở bên Úc và tiếp tục vận hành nó. Đối với diện đầu tư, nhà đầu tư phải chứng minh họ có tổng tài sản ở Việt Nam là 2.250.000 đô Úc và cam kết đầu tư 1.500.000 vào trái phiếu của tỉnh bang. Số tiền này sẽ được hoàn lại toàn bộ sau 4 năm. Tùy theo chương trình mà nhà đầu tư sẽ có thể tiến lên thường trú nhân chính thức sau từ 2 cho đến 4 năm. Ngoài ra, IMM còn đang hỗ trợ nhà đầu tư đến với nước Úc thông qua diện visa 132 hay còn gọi là doanh nhân tài năng. Chương trình này sẽ giúp cho nhà đầu tư và cả gia đình có quyền thường trú nhân chính thức ngay sau khi visa được cấp. Diện visa 132 bao gồm hai nhánh chính. Đầu tiên là diện doanh nghiệp được tài trợ vốn. Nhà đầu tư sẽ phải chứng minh doanh nghiệp của mình ở nước Úc nhận được khoản tài trợ tối thiểu là 1.000.000 đô Úc bởi một thành viên thuộc quỹ đầu tư Úc. Diện thứ hai là diện doanh nghiệp có lịch sử hoạt động thành công. Đối với diện này, nhà đầu tư phải chứng minh doanh nghiệp của họ đang hoạt động tại Việt Nam, có doanh số tối thiểu là 3.000.000 đô Úc, 2 trong vòng 4 năm gần nhất. Ngoài ra, nhà đầu tư sẽ phải cam kết chuyển sang Úc 1.500.000 đô Úc để sinh sống và thành lập doanh nghiệp tại Úc ngay sau khi visa được cấp. And I've seen over the last 3 years in particular a significant increase in the number of applicants who are wanting to come to Australia. Australia has weathered the global financial crisis very well compared to a lot of other countries. The government is very proactive in trying to make small business tax breaks for the small businesses in Australia, reducing tax and trying to encourage state governments to reduce red tape. Countries like Vietnam will find Australia some of the red tape and the processes that you have to go through with businesses a little bit more complicated, but Australia is proactively trying to reduce those and the federal government working with the local state governments in doing so. IMM hiện tại đã có văn phòng tại Úc, vì vậy chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể giúp đỡ cho nhà đầu tư kể từ lúc nộp hồ sơ tại Việt Nam cho tới tận khi có quốc tịch Úc.